là ông Jean Castagnetti, retired Colonel US Marine, and và chúng tôi cũng nhìn thấy ở đây trong ngày hôm nay là đại tá Castagnetti là cựu thủ quân lục chiến Hoa Kỳ, cựu chiến binh Việt Nam, cựu giám đốc nghĩa trang Thái Bình Dương, cũng như đương kim cố vấn nghĩa trang quốc gia Arlington ở Washington DC. Chúng tôi nhìn thấy các giới trẻ cũng có biểu ngữ tìm hiểu lịch sử văn hóa Việt Nam Cộng Hòa, tham gia cùng phái đoàn của Ủy ban xây dựng nghĩa trang quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, thưa quý vị. Trong khi chờ đợi đoàn diễn hành đi qua, chị Mai Ly có nhắc là mọi người đứng ở trên đường, quý vị tiện tay ủng hộ vé số diễn hành Tết. Chỉ có 10 đô la mà chúng ta có cơ hội xổ số ngay trong ngày hôm nay. Dễ nhất là 5.000 Mỹ Kim do công ty Lexor bảo trợ. Dễ nhì là 2 ounce vàng do tiệm vàng Mai Ly bảo trợ. Và dễ ba 1.000 Mỹ Kim do Ý Nhi bảo trợ. 1.500. Ok, chị Mai Ly vừa nói 1.500. Và tiếp theo sau là câu lạc bộ tình nghệ sĩ, thưa quý vị, với các em thật là đẹp. Câu lạc bộ tình nghệ sĩ những ngày gần đây đã cho ra đời thêm một câu lạc bộ tình nghệ sĩ nhí, là các con em của các anh chị em nghệ sĩ sẵn đi tập hát, mang con theo hát luôn. Và xem ra các em hình như là hát còn hay hơn cha mẹ của mình nữa, thành ra các em rất là đắt sâu. Bây giờ thì các anh chị chỉ phụ trách là chở các con em đến tham dự trong các sinh hoạt trong cộng đồng với nhiều tiết mục rất là đặc sắc. Dẫn đầu là bác sĩ, nha sĩ Cao Minh Hưng. Yay! Yes! Ngoài việc đi khám răng, chữa răng cho bệnh nhân thì bác sĩ còn dạy cho tất cả các em học hát, học múa. Còn các chị thì lúc nào cũng là gia nhập tất cả những công việc của cộng đồng. Một lần nữa hoan nghênh những tà áo dài tuyệt đẹp đang cầm quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Happy New Year! Happy New Year! Beautiful!